nói cái chuyện mà tôi dùng cái từ là thả lỏng thôi, để đạt tới mức tự nhiên như nhiên thôi, thì cũng không có mấy người nếm được. Quý vị không bao giờ tưởng nổi rồi, cái tự nhiên là cái hoàn thiện nhất. Cho nên khi mà chúng ta thả lỏng cái thân tâm mình tới tự nhiên rồi đó, quý vị sẽ thấy là tự nhiên nó sẽ hoàn thiện trở lại cơ thể, nó sẽ chỉnh sửa cơ thể từ thân cho tới tâm, chứ không phải chỉnh thân không đâu. Có ai mà thả lỏng sẽ biết cái mùi này. Đầu tiên là thả cho nó hết tất cả những cái gì mà từ xưa tới giờ mình gần như là mình gọi là mình bó chặt, nói cái cơ bắp của mình thôi. Mà thả lỏng được cơ bắp thì quý vị sẽ thấy rằng cả toàn thân của chúng ta nó rần rật chỉnh sửa từng sớ thịt, từng tế bào, từng cọng gân của mình bị gọi là có một chút lệch lạc nó cũng tự sửa. Sau đó thì dùng tay chân để sửa, sau đó nó dùng đầu để sửa, sau đó nó dùng toàn thân để sửa, nó dặn dẹo, nó bẻ, nó uống, nó bấm, nó bóp một cách rất tự nhiên. Không có ông bác sĩ bấm quyệt nào có thể bấm hơn, không có ông thầy sửa gân giữa cốt nào có thể sửa hơn tự nhiên. Quý vị không có nếm cái này, quý vị không có tin nổi đâu. Và khi chúng ta thả lỏng thì quý vị sẽ thấy chuyện này xảy ra. Còn nếu mà ai thả lỏng mà chưa tới cái này thì biết rằng mình chưa có thả lỏng trúng. Nếu mà chúng ta đặt camera để mà quay cho một người thả lỏng, quý vị sẽ thấy là giai đoạn đầu, ở giai đoạn mà gọi là chỉnh sửa cơ thể trong khoảng 1 cho tới 2 tuần đầu ha, mình làm cái gì mình còn mất tự chủ luôn á. Thả lỏng tự nhiên tới mất tự chủ luôn. Thì tay nó vẽ hả, nó lận rớp rớp, nó vẽ kiểu gì đó nó vẽ, chân nó vẽ kiểu gì đó nó vẽ, đầu nó vẽ kiểu gì đó nó vẽ, là toàn thân nó dặn kiểu gì đó nó dặn. Và chỗ nào còn bế tắc nó tự bấm để khai thông, nó tự bẻ để khai thông, nó tự kéo để khai thông, nó tự chỉnh sửa tất cả mọi cái, trả lại trạng thái một cơ thể hoàn toàn không có bệnh tật. Nếu quý vị thả lỏng tự nhiên. Hôm nay có ai thả được vậy chưa? Chúng ta không có tưởng nổi về mặt vật chất, cái quy luật của vật chất nó kỳ cục lắm. Khi mà mình không còn bất kỳ một cái chỗ nào mà gọi là gượng ép bằng cái tâm thức và chấp nhận buông cơ thể để nó trở lại trạng thái tự nhiên, thì quý vị không có quá 3 tuần lễ là cơ thể quý vị hoàn bị, tất cả các bệnh nan y từ trước cũng ngừng như được chỉnh sửa. Chuyện đó là chuyện đầu tiên. Đó là thả lỏng thôi. Từ thở cho tới thả lỏng thôi là chưa có một người đạt được. Và khi chúng ta đã tới cái trạng thái tự nhiên rồi, quý vị sẽ thấy một cái điều kỳ diệu là gì? Khi cơ thể mà nó đã thả lỏng tự nhiên toàn triệt tất cả những cái gọi là cơ, những cái gân cốt, những xương của chúng ta, cơ gân xương của chúng ta nó được thả lỏng đến mức độ tự nhiên, thì con người chúng ta nó hoàn toàn tự nhiên. Mà đã trở lại trạng thái tự nhiên rồi thì nó sẽ rất là tự nhiên, từ cái hơi thở, tự nhiên cái thế ngồi. Thế ngồi mình ngồi bình thường, bây giờ mình muốn ngồi cong lưng cũng không được. Khi mà đạt tới tự nhiên là tự nhiên nó sẽ sửa mình thẳng lưng. Ngồi mình cúi đầu cũng không được, tự nhiên nó sửa mình cúi đầu. Ngồi tay mình bung bung cũng không được, nó tự nhiên nó thả lỏng mình trở lại. Có nghĩa là tất cả cái tự nhiên nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta đúng nhất từ trước tới giờ, mà tâm thức không bao giờ hiểu nổi cái tự nhiên này. Cho tới một cái ngày mà mình cảm giác cơ thể mình thực sự tự nhiên như nhiên rồi đó, thì toàn bộ cơ thể nó thông lưu một cách rất là lạ thường. Đó thì đạt tới cơ thể tự nhiên. Và khi cơ thể tự nhiên rồi thì tâm nó lại yên một cách lạ thường, mà không phải là định theo cái nghĩa ép buộc giống như từ trước tới giờ. Và lúc đó chúng ta tiếp tục tự nhiên như nhiên nữa, thì thân tâm chúng ta sẽ hòa như cái vũ trụ này, thì mới là tự nhiên. Vũ trụ này chưa hề có một cái gì đó động lại, và thân tâm chúng ta bị động cho nên mất tự nhiên. Cho nên bây giờ mình thả để cho thân tâm trở lại tự nhiên là cơ thể hết có động, hết có đông cứng, là tự động nó lỏng, tự động nó thông, tự động nó rỗng, và tự động nó thành không như vũ trụ đang không như thế này. Có chưa? Cái này tin nữa không? Không tin, không tin. Ai làm đâu tin. Đó. Trời ra đừng nói là cái ông thầy chứng nhập là đệ tử chứng nhập, có nhiêu đó là ông nổi mà chứng cái khỉ gì. Tôi nói tự nhiên như nhiên thôi. Thì có một lần tôi hướng dẫn mọi người, tôi nói là thả lỏng cơ thể đến mức độ là thả lỏng cơ thể rồi đạt tới sự rỗng rang, sự rõ ràng, sự chói sáng một cách tự nhiên như nhiên, sự rỗng lặng thênh thang tự nhiên như nhiên. Nhưng mà có làm thì mới thấy được cái giá trị này.
Tức là chúng ta bất kể giờ nào chúng ta ngồi, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, tất cả mọi thứ. Trừ trường hợp là mình cầm tay lái, mình lái xe là đừng có thả lỏng thôi, thả tay khá là nguy hiểm. Chứ còn trong mọi tình huống đủ quyền thả lỏng. Thì quý vị mới thấy cái điều kỳ diệu của nó, tức là chúng ta cố tâm, chúng ta dồn năng lượng vào cái chuyện thả lỏng thân tâm. Thì quý vị nằm giờ nào cũng thả lỏng, ngồi giờ nào cũng thả lỏng, ở đâu cũng thả lỏng, nói chuyện mình cũng thả lỏng, mình chỉ nói chuyện thôi. Thì quý vị sẽ thấy lần mà khi mà mình gọi là bắt nhịp được cái sự thả lỏng rồi á, thì cơ thể nó tự bắt đầu chỉnh sửa. Đầu tiên nó chỉnh sửa những cái rất là thô, ví dụ như là chúng ta đau ở gần cổ, mình bây giờ mình tự động mình thả lỏng thì lúc đầu nó thấy đau, nó đau là cái tâm mình thấy. Nhưng mà sau đó đó, nó như là một bác sĩ đại tài mà không có bác sĩ nào có thể khám ra cái bệnh của chúng ta đang có. Và tất cả những cái ẩn khuất ở trong cơ thể, những cái đau nhất, cái bế tắc trong cơ thể mình tự bàn tay của mình nó bò, nó bẻ. Bây giờ mình đưa cái tay lại nó giữa lưng không được, bẻ cái tay lại phía sau không được. Tới lúc đó cái tay mình lẫn cái cục, nó bấm cái quyệt ở giữa lưng mà bây giờ mình giấu không tới. Nó vậy đó. Cái tay mình nó dẻo kỳ lạ vậy, cái thân mình nó uống đến cái mức độ mà gần như mất xương sống để có thể nó chỉnh lại cái khớp sống mà bị trật của mình trước kia. Không bao giờ chúng ta tưởng là cơ thể chúng ta thông minh ở cái mức nào. Và thậm chí là nó sẽ làm cho đường ruột tẩy rửa, thậm chí là nó chỉnh sửa những cái tắc bí ở trong cái thành động mạch rất nhỏ của mình. Mà nó dùng cái cách ấn mà mình chưa bao giờ mình học ấn quyệt như thế nào, mà lúc đó nó sẽ ấn để nó khai thông. Ngộ lắm, từng khớp, từng lóng, từng sớ thịt, từng sợi gân, từng cái tế bào nó lệch chỗ nó cũng sửa trở lại ngay nữa. Ai đã từng thả lỏng thì sẽ biết nếm mùi này mới thấy điều kỳ diệu của cái việc thả lỏng để đạt tới cái mức độ tự nhiên như nhiên. Có người làm nhưng mà nó chưa có đạt tới. Nhưng mà tôi thấy là từng bước của cái người này làm được. Gọi là làm được thôi chưa tới. Thì đại khái là tới giai đoạn mà nó sẽ gì đó, giải quyết được tất cả các tắc của cơ thể. Ví dụ như trước kia đau đầu đừng có nói chuyện châm cứu, mà nó không có nói chuyện chỉnh sửa gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ nó đập, nó dỗ, nó đấm, nó ấn. Cái tự nhiên hết đau đầu. Những cái rất là sâu, mà những cái mà ví dụ như cái tay mình trước kia là không có thả lỏng tự nhiên, là mình ấn kiểu gì nó cũng không tới cái quyệt đó. Mà bữa nay nó để một cái kịch vô là tới cái quyệt của mình và tự động mình thông. Đó, mình tự nhiên nó đến mức độ như vậy. Rồi như một bác sĩ đại tài thấy bế tắc từng chỗ một trên toàn cơ thể của mình, nó sửa đủ kiểu, nó dặn đủ kiểu cho tới thông một cách toàn triệt thì nó sẽ dừng lại. Và ngay cái phút dừng lại là chúng ta sẽ nghe cảm giác cơ thể nó thông, và ngay phút nghe cảm giác cơ thể nó thông là cơ thể nó rỗng, nó không và mất trọng lượng ngay tại chỗ, tâm yên bặt ngay tại chỗ. Đó là lúc mà nguyên khí chúng ta được khôi phục hoàn toàn, khi chúng ta thả lỏng tự nhiên như nhiên. Và đã là tự nhiên như nhiên rồi thì gọi là cái gì? Không có gượng ép nữa. Thì lúc đó cơ thể mình nó automatic, tu hay lắm, mình muốn cái gì là nó tự trả, mà là tự nhiên nó không muốn lại. Hiểu không? Mình vừa khởi cái muốn gì, nay cái nó mất tự nhiên, cái nó trả mình trở lại cái chỗ hết muốn. Tự nhiên như vậy nha. Còn mà mình ví dụ như mình muốn yên, tức là cái muốn yên của mình cũng là cái mất tự nhiên. Muốn trụ cái chỗ rỗng cũng là mất tự nhiên. Quý vị sẽ thấy được cái chuyện tự nhiên của cơ thể nó xảy ra, của thân tâm nó xảy ra, tức là gần như vũ trụ này rỗng lặng thênh thang như thế nào đó, mà có một cái gì xuất hiện, chỉ cần có một cái miếng rác nhỏ, một cái hạt cát nhỏ nó bay ở trong không gian này cũng đều thấy nó nữa. Đó gọi là tự nhiên. Thì ai đã từng mà gọi là thả lỏng tự nhiên sẽ hiểu được điều này. Chứ không phải là khi mà thả lỏng tự nhiên đến cái mức độ mà tâm mình, thân mình nó là rỗng, là nhẹ, là mất trọng lượng rồi, tâm mình tự động yên tịnh rồi, là mình muốn giữ yên tịnh này là nó sẽ mất tự nhiên trở lại. Cái muốn giữ yên tịnh nó lại mất tự nhiên trở lại. Mà đây là một trong những cái mà người thả lỏng tự nhiên phải biết. Hay lắm. Và cái thiền này là cái thiền trị liệu á. Hồi xưa tôi nói là
khi tôi có một cái thiền viện mà có người tu tập trở lại mới hoàn toàn không có học cái gì ở đây hết trơn, không có học cái gì cũ hết đó, nghe ở đây là nghe chơi cho nó vui thôi à. Nhưng mà tới cái lớp thiền tự nhiên á thì chúng ta ăn rồi cứ thả lỏng không có lại gì đó, là ăn thả lỏng rồi cứ thả lỏng cho nó tự nhiên. Nhưng có nhiều khi hôm trước mình nói rồi á, nhiều khi ngồi cái mình buông mình thả lỏng, nó rớt thì rớt, còn rớt thì nó dính trên ghế, nó dính ghế kệ nó, còn rớt cái đùi xuống đất thì cứ cho nó rớt, anh mà chỉ cần cái tay anh chổi là anh mất tự nhiên. Rớt mà cái đầu xuống trước cũng được, cái mặt xuống trước cũng được, cái lỗ mũi rớt xuống trước cũng được, cái trán cũng được, nói chung là cái gì nó cắm đầu xuống thì nó cứ cắm nó mới để tự nhiên vậy nó mới được. Mà nếu nơi tâm mình có một cái gì sợ hãi là mất tự nhiên, cái khi mà nó đã rớt tự nhiên rồi đó là chúng ta hoàn toàn cũng để cho tâm tự nhiên mà mất đi cái sự sợ hãi đó. Ngộ lắm, ví dụ như mình thả lỏng tự nhiên là cái tay mình để cái kiểu này, nhưng nó dừng ở đây thì mình cũng phải để cho nó dừng. Nó đang cái lúc đó như vậy đó thì cái nó là như vậy đó. Nhưng mà tới hồi nó rớt xuống thì nó sẽ để cho nó rớt xuống, và nó rớt xuống nó sụi luôn thì cũng để sụi luôn chứ không được sửa, không được lắc. Và khi nó sụi mà nó đang đau, đang tức thì cứ kệ nó, cứ để tự nhiên tới chừng nào nó muốn bẻ để cho nó thông thì nó bẻ, còn không thông thì mày cứng cứng vậy hoài luôn. 2-3 tiếng đồng hồ, 2-3 ngày cái tay cứ đơ đơ vậy là cứ để nguyên chứ không được tác ý để sửa cái gì ở nó. Thì mới được gọi là tự nhiên, hiểu không? Khi mà cái tự nhiên xảy ra thì mọi tình huống xảy ra như thế nào phải để tự nhiên như thế đó, không được quyền tác ý, tác tâm gì về nó hết đó. Tuyệt vời lắm. Không quá 3 tuần là gần như tất cả các bệnh đều được trị, quý vị tin nổi không? Tôi nói không quá 3 tuần là tôi nói hơi dài á. Tất cả mọi cái đều được thông lưu một cách kỳ lạ lắm. Không có lúc nào chúng ta cảm giác là mình bị ứ ở chỗ nào luôn, từ thân cho tới tâm. Ở đây là mới cái tầng mà thả lỏng tự nhiên thôi, chưa có nói gì cái đạo sâu. Thật ra là cái chuyện mà sư phụ nhập đạo mà đệ tử nhập đạo là hơi bị khó, tại vì những cái chuyện này đệ tử không có làm nổi thì không thể nhập đạo. Nói cái chuyện vật chất sơ sơ thôi là mình nói để thấy rằng cái chuyện mà nhập đạo của mình là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đương nhiên là vị thầy sáng mắt thì sẽ làm cho người ta sáng mắt, đó là nguyên lý rồi. Nhưng mà thầy mà chứng đạo một đời, một thầy là một vị A-la-hán ở trong một cái đạo tràng đệ tử 50-70 ngàn người, chứng A-la-hán nhiều nhất là mấy người? Một người. Một người là đã đỏ con mắt của ông thầy rồi. Không phải dễ đâu. Cho nên trên nguyên lý thì ông thầy nhập đạo, đệ tử nhập đạo nghe thì nó thuận nhĩ lắm, nhưng mà khó lắm chứ bộ ơi. Không phải dễ đâu. Cho nên nếu mà ở đây quý vị bây giờ chúng ta đừng có công phu gì thêm ngoài cái thả lỏng tự nhiên rồi sẽ thấy. Nhưng mà cái chuyện thả lỏng tự nhiên tôi nói nhiều lần chứ không phải nói một lần, nhưng mà chưa có cái người đi sâu cho nên mình không có nói nhiều. Đi sâu tôi sẽ nói rất là nhiều. Mà rõ ràng có một vài người họ đang đi sâu vào chuyện này. Và cứ họ thắc mắc thì tôi nói tới, thắc mắc tới đâu tôi sẽ nói tới đó, thắc mắc tới đâu tôi sẽ nói tới đó, từng bước. Tại vì cái này á, nói nó dễ thuộc lòng lắm. Mà dễ thuộc lòng rồi cái đầu mình nó lạo xạo vô đó là không tu được đó nha. Cái này mới là cái kỳ, không có nói người thứ ba được. Tức là nếu người đó dụng công, nó thầy ơi bây giờ bữa nay con dày nè. Tôi nói ừ thì phải làm vậy đi. Đó. Rồi bữa nay vậy nè thì phải làm tiếp gì đi. Tức là chỉ có người đó với ông thầy biết thôi à. Ở đâu cũng được, nhắn tin đó thầy ơi, tôi thả lỏng tự nhiên cái đầu tôi nó quẹo một bên rồi. Tôi nó cứ để quẹo, tự nhiên cái miệng tôi nó méo, tôi nó để méo, chừng không có được kéo lại là hư chuyện. Nó méo miệng cả ngày vậy đó, nó quẹo cái cằm cả ngày đó. Tôi nói ừ vậy là tốt rồi đó. Thì tự nhiên cái một cái từ sáng tới trưa có khi là 1-2 tiếng ngồi kia kéo dài 4 tiếng ngồi, nó bẻ cái cục cái ngay cái cằm lại, cái nó bắt đầu nó hết đau, ví dụ vậy đó. Ngộ lắm, nó mất cười lắm, hồi nó đơ cái đầu đi nghiêng nghiêng nè. Tôi nói để nguyên nha, mày không sửa, mày sửa mà gắn chịu. Thì vậy là tới chiều nó sẽ ngay lại. Nó giận cuộc sống rồi, nó giận hoài. Và ngồi cũng vậy, nằm cũng vậy, tức là nó sẽ sửa, nó sẽ vẽ. Mà tự động mình đang đứng, nó giật cái đùng cái mình té xuống, cái nó bẻ người của mình. Hiểu không? Còn không á là đang nằm cái tự động nó kéo mình bật dậy, tự nhiên mà. Tự nhiên cơ thể nó sửa thì đang nằm cứ ngủ ngon đầu, nó kéo đầu mình dậy 12 giờ khuya, cái nó giận cổ mình. Thả lỏng tự nhiên là biết điều này, vui lắm nó làm. Nếu mà tôi nó đặt camera coi là mình không có cười chết, tôi thôi liền á. Nó có những cái, nó xảy ra những cái,
cái gọi là giống như những cái vũ điệu, mà vũ điệu là múa để gọi là giãn cơ á. Mà cái này mình hóa học nha. Lúc đó múa đẹp lắm, cái bàn tay mình múa rất là đẹp, nhưng mà múa tới đâu thì cơ của mình nó thông tới đó. À, nó lắc người ha, mấy cái người múa mà ở Ấn Độ, ở Thái Lan không có bằng đâu, không có đẹp bằng. Cái múa tự nhiên cái người mình nó uống tuyệt vời lắm, còn cái múa của mấy người Ấn Độ tôi thấy vẫn còn khung sáo. Khi mình múa đó, nam nữ gì cũng vậy, múa dẻo cực kỳ. Mình không có tập yoga mà bẻ nhiều khi cuộc sống cúp là phía sau nó bẻ tới trước là sao mất cuộc sống vậy đó. Quý vị mà thả tự nhiên thì chuyện này sẽ xảy ra. Và xảy ra thì cứ để nó xảy ra như nó đang xảy ra ha. Cái câu mà tôi hay nói như vậy, cứ để nó xảy ra như nó đang xảy ra. Và mọi chuyện đều được chúng ta ngắm nhìn một cách rất là tỉ mỉ từng chuyện một. Và ai mà đã có thả lỏng tự nhiên thì chịu khó. Bây giờ ghi nhật ký thì từ xưa tôi không có ghi. Thì bây giờ quý vị mà có làm á, quý vị ghi nhật ký từng ngày. Bữa nay nó bẻ tay, ngày mai nó bẻ đầu, mốt nó bẻ cái chân, ngày mốt nó bẻ cái miệng. Cứ ghi từng ngày vui lắm. Rồi chúng ta ráp nói là coi là sẽ thấy rằng toàn bộ cơ thể chúng ta đều được chỉnh sửa một cách rất là chi tiết. Đến cái lúc hoàn thiện rồi là trời, bắt chân cái kích ngồi cái gà là không sai một mãi tơ. Quý vị mà chưa kịp kéo chân kiết già nó cũng kéo nữa. Mình chỉ cần mình ngồi thôi là bắt đầu nó sửa cái chân xong, nó sửa cái lưng, nó sửa cái đầu, cái là nhập định. Tự nhiên nó tới là nó vậy đó. Mà mình mà không để cho cơ thể tự nhiên nó mới vô tới cái cảnh này đâu. Ra nói cái chuyện mà chúng ta phải đạt đạo á, thì những cái bước mà để mình không còn gò bó, không có còn gò ép, không có còn gượng gạo ở nơi thân tâm của mình, là mình phải thực sự biến mất cái đó cái đã. Không có thả lỏng tự nhiên là không bao giờ có tới cái tình trạng này. Cái này là một trong những cái rất là vui. Mà tôi nghĩ là không biết là cái mùa hè này nó qua rồi, mùa hè năm, mùa hạ năm sau hả gì, mà có những người mà tập trung tu tốt thì mình sẽ có cái khóa thiền tự nhiên đó. Thiền tự nhiên tuyệt đối à, tự nhiên tuyệt đối là tuyệt đối tự nhiên chứ không có nói chuyện khác, hay lắm. Và hy vọng năm nay tôi hướng dẫn một số người công phu đó để rồi có cái dịp mà đại chúng tu thì người này sẽ trực tiếp kinh nghiệm nóng hổi đem ra chia sẻ. Nói hay, hay lắm vậy, thả lỏng tự nhiên rất là hay. Thì tới lúc mà chúng ta học cái đó thì chúng ta mới thấy cái giá trị thật của nó. Và hay lắm. Có bữa nó thích uống nước, nó uống hoài. Ôi mà có bữa nó thích ăn cơm, nó cũng ăn hoài. Có bữa nó ăn chỉ một hộp thôi là không bao giờ nó ăn hộp thứ hai. Có bữa nó chỉ vô một giọt nước là không có giọt nước thứ hai. Và có những ngày là tuyệt đối với uống nước trắng, là không bực uống nước trà. Cơ thể nó kỳ lắm, nó tự nhiên đến cái mức độ là nó thanh lọc á. Thì gần như nó là một là bột sắn dây, hai là nước trắng. Mà không phải là cái quá trình nhịn ăn nha, không phải nha, không phải vô quá trình đó của mình, mà quá trình của cơ thể nó rồi. Và cơ thể nó muốn như vậy là phải làm đúng vậy, là làm ngược là không được. Nó thích uống nước trắng, mình cho uống nước trà là mình phá tự nhiên của nó. Phá tự nhiên nó thì mất cả tuần mới chỉnh lại được tới cái trạng thái này. Chứ không phải đơn giản rồi. Bữa nay ví dụ như nó thích uống nước trắng là cứ uống nước trắng thôi. Thích nhai cơm không là cơm không thôi, chứ không cần muối mè, không cần nước tương gì hết đó. Mà nhiều khi nó thích ăn với một cục muối thì ăn cơm với một cục muối trắng. À nó vậy đó. Nó tự nhiên cho cái chuyện mà dung nạp luôn á. Thì cái chuyện dung nạp cũng vậy nữa. Và nó thích thở dài thì nó thở hoài, nhiều khi nửa ngày mới một hơi thở ra thôi. Tới mức độ đó mình mới thấy nó kinh khủng, nó thông rồi đó, nó thông rồi đó. À, mà tới cái lúc nó thông là nó sẽ có cái dấu hiệu đầu tiên là ít ăn nha. Cái thứ hai là không ăn với đồ ăn. Cái thứ ba là gần như là không muốn ăn, đó, nó không muốn ăn ít lắm cũng phải 2-3 ngày. Cái thứ ba là bắt đầu nó uống những cái loại trà sạch, hay là thậm chí là nó uống nước trắng. Mà uống nước trắng là lúc bắt đầu chuẩn bị sạch đó. Quý vị sẽ đón nhận một cái gọi là thanh trong tuyệt đối của cơ thể. Nếu người nào mà thả lỏng tự nhiên đến cái mức mà bây giờ chỉ là uống nước trắng thôi á. Uống trắng lúc đầu uống nhiều, ngày đầu thì uống hơi nhiều, qua ngày sau uống ít, và sau đó gần như nó cân bằng tới cái mức độ cần thiết rồi, nó không dung nạp luôn. Và nó không dung nạp rồi thì quý vị mới thấy là cái sự mà gọi là thanh trong tẩy rửa của nó. Tẩy rửa đến cái thân là thanh trong hả quý vị, sẽ nhìn thấy nguyên một cái khối pha lê trắng trong ngần của toàn cơ thể của mình.
Thì từ đó trở về sau thì mới nói là cơ thể thông như thế nào, và sẽ cảm được cái gọi là cái sắc quẩn là không đó. Nó từ trong như pha lê, nó tan thành nước, nó sẽ tan thành không khí, và lúc đó là sắc quẩn là không. Cái cảnh giới sắc quẩn là không thì hỏi mình không nói nhiều, mình không nói nhiều về cái chuyện này, cũng lý thuyết sơ qua thôi. Đó là con đường đi của mình mà hay lắm. Tới cái đoạn mà nó gọi là nó hết bẻ dặn, nó hết bấm quyệt, nó hết chỉnh sửa thì gần như tất cả những đau nhức và bế tắc cơ thể nó mất hẳn rồi đó. Nó mới qua cái bước thứ hai là thanh trong cơ thể, thanh lọc cơ thể. Thì nó thanh lọc bằng cách là nó thở rất là đúng một đoạn để nó thanh lọc. Rồi thanh lọc tới cái dung nạp thức ăn, thanh lọc tới nước uống, và nó sẽ ngưng ăn, nó sẽ ngưng uống, rồi nó bắt đầu nó mới không. Thì những người mà đang được chúng tôi hướng dẫn thì phải nên để ý cái điều này. Mà lúc mà mình bắt đầu bỏ ăn là lúc đó nên mừng, nên chuẩn bị rồi, chuẩn bị chết. Không ăn là chuẩn bị chết đó. Và chúng ta sẽ sẵn sàng chết. Chết trong cái lúc cơ thể nó thành trong tuyệt vời lắm. Quý vị sẽ tới cái cảnh giới mà sắc quẩn là không. Nó là một cảnh giới. Quý vị sẽ thấy rõ ràng là bây giờ cái thân mất trọng lượng, nó không có còn cái gì đi đứng nhẹ nhàng. Chưa đâu, chưa đâu. Mà thực sự không thân xảy ra, không thân xảy ra là đừng có nói trọng lượng, không trọng lượng nữa mà không có thân. Mà muốn không có thân thì thân như một khối pha lê trong ngần, và thân bắt đầu tan chảy thành nước trong vắt, và nước sẽ bốc thành hơi hoàn toàn à, thì lúc đó mới gọi là sắc quẩn là không. Nó phải đi như vậy đó, để cái bài của nó là như vậy đó. Còn tự nhiên mà ngộ cái cho tới ngũ quẩn là không là mấy ông trời này ổng ngộ mấy kiếp trước rồi, bây giờ ổng ngộ trở lại thôi, giờ khôi phục lại thôi. Chứ mình mà chưa có một cái đời nào ngộ trước đây thì chúng ta phải bước những cái bước này. Thành ra những cái khóa thiền gì tôi không biết, nhưng mà tôi cảm giác là cái việc mà phá ngũ quẩn nó không có đúng bài. Dùng từ là nó không có đúng bài. Chúng ta học ở đây rồi chúng ta mới như khi mà chúng ta giữ được cái khóa thiền đó, khi chúng ta thả lỏng rồi, những cái nét cơ bản mình đi qua rồi, thì sau này mình đọc lại kinh Nguyên Thủy của Đức Phật á, mới thấy những cái cách hướng dẫn mà đi vào con đường chuyên môn của Đức Phật tuyệt vời lắm. Mình đã làm đúng những bước cơ bản về thân. Cho nên cái câu mà thân này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta, là mình phải chứng nhập tới đó, chứ không được hiểu đâu. Thực sự tới lúc đó mình thấy không phải của mình, không phải là thân, thân còn không có mà, không lấy gì của mình. Nhưng mà đạt tới cái thân rỗng như không á, thì nó phải đạt tới cái mức độ là thân nó lỏng như nước. Mà trước khi thân lỏng như nước là một khối pha lê thành trong. Trời ơi, nó trong y như là mình nhìn viên kim cương thấu bên đây qua tới bên kia, thì nó đẹp lắm, cái thân mà nó đẹp. Và mình thấy cái khí á, cái khí mà lưu thông trong cơ thể của mình á, hồi đầu nó đục, nhưng mà tới lúc đó cái khí nó cũng thông nữa, nó cũng trong nữa, nó bị mình nhuốm cái màu trong đó. Nhiều đó thôi đã thấy sướng rồi, chứ nó sâu vào thiền định mất công lắm. Chứ rồi. Cũng may mắn là gần đây cũng có một vài người họ đang thực hiện cái đó, thì tôi thấy là cũng vui vui tôi kể để thấy rằng là chúng ta đang bước từng bước một ở trong cái chuyện mà làm cho cái thân nó tự nhiên toàn triệt. Ở đây dùng cái từ là thả lỏng để đạt tới mức độ tự nhiên như nhiên toàn triệt, là không có bất kỳ cái sự ứ động nào trước khi thông cơ thể, mà không còn bệnh tật nữa nha. Đầu tiên là không còn bệnh tật, thông từ từng cái tế bào rất là nhỏ, mà mình thấy những cái đau nhức sâu ở trong khớp xương của mình là nó tắc do cái gì nữa, ngộ lắm. Tới chừng nó chỉnh á, nó chỉnh thì nó biết bấm ở đâu để chỗ nào nó thông. Có khi có những cái chỗ sâu bấm không tới thì bấm ở đâu để cho nó thông. Nó kỳ dĩ lắm, cơ thể mà nó thông minh kỳ dĩ lắm. Không có diễn hết được cái thông minh của cơ thể đâu. Cho nên là xưa tôi nói là mình phải tập nói với tế bào của mình, nói riết để cho nó quen, để nó thấy rằng nó thực sự có giá trị lớn, là nó thực sự nó vĩ đại, nó thông minh mà cái tâm thức của mình nó làm bị khu biệt cái thông minh của cơ thể của mình do cái đầu của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta làm trúng thì chúng ta sẽ cảm nhận được tất cả những cái điều tuyệt vời của cơ thể của mình.